đẹp hơn trong sắc khuôn đỏ. Hồ tan mặt xanh được thay áo mới, phương hương phố ruộng bóng say hương. Lá sao tiếng ve gọi hè về phố, phố nơi phố cao thắm sắc phượng. Từ bên tận về tấp nhập vào xa, tình người đã cảm mặn nồng yêu thương. Dành cho Đình Tùng là tấm bản đồ địa lý nào của nước ta vẽ khoảng năm 1838 có ghi hai tên Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam? Câu trả lời của em là Đại Nam thống nhất bản đồ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà sử học Lê Văn Lan, xin mời thầy đưa ra câu trả lời ạ. Thưa quý vị, thưa các em, cái bản đồ mà chúng ta vừa nhắc đến là cái bản đồ vào thời Nguyễn, và ở đó cương vực đất nước của chúng ta phát triển lớn nhất. Tên của bản đồ đó Đại Nam thống nhất toàn bộ. Nhất thống bản đồ là một trong những tấm bản đồ khẳng định chủ quyền lâu đời của nước ta được đánh dấu bởi bản đồ sông. Này Đình Tùng chưa lựa chọn ngôi sao hy vọng. Chúng ta sẽ phải chờ một chút. Vâng, xin mời nhà sử học Lê Văn Lan ạ. Dạ, xin mời thầy ạ. Thầy Tài mình đã có mặt tại trong cái tổ hợp từ làm tên của cái bản đồ này nữa, thì có hai từ thống nhất và nhất thống. Ngôn ngữ thế kỷ 19 thì gọi đó là nhất thống, tức là thu hết cả về là một. Còn đến thời đại chúng ta thì ngôn ngữ ấy thành ra là thống nhất. Cho nên tôi nghĩ chỗ này cũng không cần phải nghiêm khắc lắm. Thì phải nói là Đại Nam nhất thống toàn bộ, nhưng cái nghĩa, cái tinh thần của cái nhất thống hay thống nhất đó là một, và em đó đã nói được. Và chúc bạn thành công. Câu hỏi của Đình Tùng như sau, đó là một câu hỏi có giá trị 30 điểm. Đại
Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hello, my name is Maurice and I have a question for you. Are you ready? Now, one of the most popular issues of the day is the topic of gender equality. Around 200 years ago, there was a brave Vietnamese poet who used poems to convey feminist ideas such as equal rights between men and women. Some of those poems include The Floating Cake, Confession 2, and Offering Bethel. What is the name of the poet? Good luck. Em xin trả lời đáp án cho câu hỏi từ anh này là Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương. Và nếu như bạn trả lời đúng ở câu hỏi này thì số điểm của bạn sẽ là 185, đúng không Quyền Sơn? Và bạn đã nghe được thầy giáo nói những gì ạ? Em nghe được rằng là vào khoảng 200 năm trước thì có một nhà thơ nữ. Nhà thơ nữ này đã nêu ra một số quan điểm, tức là đã thúc đẩy quan điểm nữ quyền của mình trong một số bài thơ của nhà thơ nữ ấy. Ví dụ như có bài Mảnh Trôi Nước hoặc là bài Tôi Tình Hai. Và em nghĩ đó là Hồ Xuân Hương. Đây sẽ là một thời khắc rất quan trọng, có thể mang đến những quyết định lớn lao. Và tôi chỉ muốn dành cho Nguyên Sơn một câu thôi. Bạn là một am sơ, nhưng bạn tham hiểu không hề sơ sơ tí nào cả. Chúc mừng Nguyên Sơn. Nguyên Sơn đã tạo vươn lên dẫn đầu với 185 điểm. Vị trí dẫn đầu của chúng ta đang tạm thời đổi chủ. Và chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Câu hỏi cuối cùng trong cuộc thi chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Và đừng quên nhân vật chính của chúng ta, đó là Đình Tùng. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho chàng trai bản lĩnh thông minh của chúng ta để em ấy bước vào phần thi một cách tốt nhất. Một câu hỏi cuối cùng Tùng ạ, phía trước chúng ta là đích rồi, cứ bình tĩnh mà đi em nhé. Em lựa chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng dành cho Đình Tùng. Câu hỏi dành cho Tùng như sau. Một hệ thống đèn trang trí gồm 8 đèn, mỗi đèn hiện màu xanh trong 2 phút, rồi chuyển sang màu đỏ cũng trong 2 phút. Bắt đầu từ đèn thứ nhất bật màu xanh, cứ sau 10 giây thì một đèn tiếp theo sẽ bật màu xanh. Tính thời gian cả 8 đèn cùng bật màu xanh trong 3 phút đầu tiên của hệ thống đèn. Khó. Xin mời những bạn thí sinh còn lại. Nguyên Vũ. Nguyên Vũ đang một lần nữa kiểm tra lại đáp án của mình, bởi vì đây rõ ràng sẽ là một câu trả lời mang tính quyết định. Xin mời Nguyên Vũ. Câu trả lời của em là 50 giây ạ. Câu trả lời của Nguyên Vũ là 50 giây. Phải nói rằng thứ tự tạm dẫn đầu luôn luôn thay đổi. Trước là Nguyên Vũ, tiếp theo là Nguyên Sơn. Đây có thể nói là một trong những cuộc thi chung kết kịch tính nhất của đường lên đỉnh Olympia trong những năm trở lại đây. Khán giả đang rất hồi hộp, chúng tôi cũng thế. Và người hồi hộp hơn cả chắc là Nguyên Sơn và Nguyên Vũ. Ngay sau khoảnh khắc này thôi thì chúng ta sẽ nghe thấy những tiếng hú hét cổ vũ thật lớn. Thì nó sẽ đến từ Hà Nội hay là Thái Bình đây. Và chúng tôi xin công bố nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 này.